Trước khi bắt đầu chương trình, kính mời anh chị em chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019, chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, luôn phù hộ độ trì, giúp cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, sớm hoàn thành sự nghiệp, giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời anh chị em cùng tham gia theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngày xưa chúng ta đi mang theo quê hương, ngày về có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Tổng thống Đào Minh Quân. Tôi xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng tất cả đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Trước tiên, tôi xin chia sẻ bài học huấn thị điều hành căn bản. Chiếu theo điều lệ, nội quy và chủ trương đường lối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã đề ra trong chủ thuyết Tân Nhân Chủ và Hiến ước lâm thời do Tổng thống ký ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2009, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc yêu cầu tất cả các giới chức, đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phải tuyệt đối tôn trọng và thi hành ba đề mục trong huấn thị điều hành căn bản sau đây. Điều 1. Tất cả các giới chức, cán bộ, thành viên phải nghiên cứu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để hiểu rõ và nắm vững đường lối chủ trương của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chính phủ này là một cơ chế có chính nghĩa và chính danh do ba thế hệ Việt Nam khai sinh. Chính phủ này đang nỗ lực đương đầu triệt hạ chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam để giúp dân cứu nước và phục hồi truyền thống văn hóa, kỷ cương, riềng mối, đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam đã bị Cộng sản hủy diệt. Do đó, tác phong đạo đức, quân phong, quân kỷ phải luôn được nhắc nhở, đề cao và thi hành nghiêm túc. Điều 2. Trong công cuộc đấu tranh, tình chiến hữu luôn được tôn trọng và trân quý, nhưng phải biết tự kiểm soát lời ăn, tiếng nói, cách xưng hô hay hành động, không nên quá thân mật, vượt qua giới hạn của tình cảm trai gái. Cán bộ và quân nhân các cấp phải luôn tôn trọng thượng cấp và cư xử hòa nhã với thuộc cấp, triệt để không hống hách hay dùng những lời xúc phạm bàn ra tán vào sau lưng các đồng nhiệm, gây mâu thuẫn chia rẽ nội bộ. Điều 3. Cán bộ giới chức đồng nhiệm các cấp nên lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng phải biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà, luôn giữ tư cách ôn hòa, bình tĩnh, không to tiếng tranh cãi, dù bất đồng ý kiến. Cách ăn mặc phải lịch sự, chỉnh tề, cư xử hòa nhã, nhân ái, kính lão đắc thọ, thương mến giúp đỡ mọi người chung quanh, với quyết tâm
lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Cùng nhau ta cất cao lời thề son sắt của Tổng thống Đào Minh Quân. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Huấn thị căn bản này phải gìn giữ nằm lòng và thi hành. Kính thưa anh chị em, hôm nay tôi rất là vui được trở lại chương trình để gặp anh chị em. Tôi vừa đi dự đại hội ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, về cũng được 4 ngày hôm nay. Tổng thống Đào Minh Quân tổ chức 3 ngày đại hội vừa rồi rất là thành công, đã quy tụ được rất là đầy đủ từ những các vị ở trong các tiểu bang Hoa Kỳ như là Kansas, Missouri, Colorado, Minnesota, vân vân. Rồi từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, Bắc Châu, nói chung thành phần tham dự là từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về rất là đầy đủ. Thưa anh chị em, như chúng ta cũng biết, trong cái dịp lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, thì Tổng thống Đào Minh Quân đã ban huấn dụ tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trong ngày 15 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Và Ngài đã nhắc nhớ lại trong quá khứ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong suốt lịch sử 20 năm khói lửa, từ năm 1955 cho đến năm 1975, luôn có những chiến sĩ, những cấp chỉ huy, những sĩ quan dũng cảm hy sinh để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Không ai chịu chấp nhận chế độ cộng sản, và họ đã quyết chiến đấu cùng đồng bào đến hơi thở cuối cùng. Đó là gương anh dũng. Ví dụ như ngũ vị thần tướng và nhiều binh sĩ các cấp đã tuẫn tiết vì danh dự tổ quốc mà chúng ta đã ghi ơn và trân trọng vinh danh trong ngày quân lực 19 tháng 6 hôm nay. Trong cái quá trình hình thành Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trở về quá khứ lịch sử của miền Nam Việt Nam chúng ta, hơn nửa thế kỷ trước, kể từ năm 1955, đã trưng cầu dân ý để truất phế Hoàng đế Bảo Đại và bầu Thủ tướng Ngô Đình Diệm làm quốc trưởng. Từ đó, quân đội quốc gia Việt Nam là di sản của quân đội Viễn Chinh Pháp, đã được Thủ tướng Ngô Đình Diệm đổi tên là Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đối đầu với cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Thủ tướng Ngô Đình Diệm và sau này là Tổng thống. Trong 9 năm cầm quyền, đã chỉnh đốn và tăng cường quân đội thành một lực lượng hùng mạnh, với nhiều sư đoàn, bộ binh, biệt động quân, liên đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt, vân vân. Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng phân đất nước thành 4 vùng chiến thuật. Mỗi vùng đều có một quân đoàn đặc trách bảo vệ an ninh lãnh thổ. Tướng lãnh các cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều được tưởng thưởng và thăng cấp theo tài năng, đức độ và sự đóng góp của mình trong việc bảo vệ tổ quốc. Hầu hết họ đều là con cưng của chế độ. Nhưng oái âm thay, một số tướng lãnh cao cấp do tướng Dương Văn Minh cầm đầu
đã nổi dậy ngày 1 tháng 11 năm 1963, lấy danh nghĩa cách mạng để đảo chánh sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm, lật đổ nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Việc lật đổ nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đã tạo điều kiện cho Cộng sản Việt Nam xâm lăng miền Nam của chúng ta. Vì tướng Dương Văn Minh, theo âm mưu của Cộng sản miền Nam, cho triệt hạ các hệ thống ấp chiến lược là hàng rào ngăn cản cán binh Cộng sản xâm nhập, và như vậy đã đe dọa đến sự an ninh của người dân ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Kể từ khi nền đệ nhất Cộng hòa bị lật đổ, miền Nam trải qua nhiều cuộc chỉnh lý do các tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa thi nhau tranh quyền. Sự bất ổn chính trị tạo cơ hội cho mặt trận giải phóng miền Nam thao túng, len lỏi vào hàng ngũ quốc gia của chúng ta nhằm gây chia rẽ và phá hoại. Để giải quyết khủng hoảng chính trị, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Quân lực được thành lập và quyết định giải tán Hội đồng Quốc gia lập pháp. Sau đó, Hội đồng Quân lực thành lập Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu và Ủy ban Hành pháp Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch. Sau đó là cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến được tổ chức ngày 9 tháng 9 năm 1966 và ngày 1 tháng 4 năm 1967. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia công bố bản hiến pháp nền đệ nhị Cộng hòa và tổ chức bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 9 năm 1967. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm tổng thống, đã khai sáng nền đệ nhị Việt Nam Cộng hòa và quân đội Việt Nam Cộng hòa được đổi tên thành Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Từ đó, ngày 19 tháng 6 là ngày quân đội lên nắm chính quyền, cũng được gọi là ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tất cả trên thế giới này, chúng ta đều biết Quân lực Việt Nam Cộng hòa là một quân đội hùng mạnh, đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Người lính Việt Nam Cộng hòa rất là kiên cường, lẫm liệt, bất khuất. Người lính Việt Nam Cộng hòa luôn đặt tổ quốc, danh dự, trách nhiệm lên trên hết. Quân lực Việt Nam Cộng hòa là một lực lượng hùng hậu, chiến đấu rất là anh dũng, kiên cường, oai hùng như thế đó. Nhưng tại sao chúng ta lại mất nước? Tại sao chúng ta lại mất nước? Đây là mấu chốt quan trọng nhất mà thời đệ nhất Cộng hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo và đệ nhị Cộng hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo không hề biết được nguyên nhân là tại sao chúng ta mất nước. Vậy thì bây giờ tôi xin mời anh chị em chúng ta hãy ngược dòng quá khứ để tìm hiểu xem tại sao mà chúng ta lại mất nước nha. Xin mời anh chị em cùng theo dõi. Vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cha ông chúng ta đã sơ suất để cho Tàu Cộng lừa gạt dùng tên gián điệp Hồ Chí Minh, giả làm người Việt, lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam để đem tà thuyết và chủ nghĩa Cộng sản vào tàn phá nước ta, gây biết bao tang thương, thống khổ, tạo ra một thời kỳ đen tối, đau đớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Những tang thương đã dạy đã trải qua những tang thương đã trải qua dạy cho mỗi con người Việt Nam cũng như toàn nhân loại bài học sâu sắc để phải cẩn trọng hơn, nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn người dẫn dắt đất nước. Trận chiến Điện Biên Phủ ngày 13 tháng 7 năm 1954 không phải là một cuộc cách mạng giải phóng quốc gia, mà chỉ do Tàu Cộng lợi dụng danh nghĩa giúp đảng cướp Cộng sản Việt Nam để có cớ đưa quân Tàu vào Việt Nam gây chiến loạn. Vì trước đó, từ ngày 3 tháng 8 năm 1949 cho đến ngày 7 tháng 2 năm 1950, nước Pháp đã trao trả lãnh thổ và chủ quyền cho quốc gia Việt Nam. Chủ quyền quốc gia cho Việt Nam. Nên sớm hay muộn gì thì quân Pháp cũng phải rút đi. Do đó, việc thắng bại của trận Điện Biên Phủ năm 1954 chỉ là thủ đoạn của Cộng sản mua chuộc truyền thông ở ngoại quốc để thổi phồng lên nhằm đánh bóng hình nộm Hồ Chí Minh mà thôi. Tại vì thật sự khi mà bắt đầu cái trận Điện Biên Phủ đó không phải là chiến thắng của Võ Nguyên Giáp như Cộng sản đã tuyên truyền. Các tướng lãnh của Cộng sản Việt Nam họ nói là Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự. Cộng sản họ mua chuộc báo chí truyền thông ở nước ngoài cho cả thế giới biết là Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự. Mà tại sao họ gọi Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự, anh chị em có biết không? Là tại vì Võ Nguyên Giáp là người không được đào tạo bởi bất cứ một cái ở cái trường lớp nào, mà y đã đánh thắng được Pháp tại cái trận Điện Biên Phủ, tức là lòng chảo Điện Biên Phủ. Chẳng qua là Cộng sản nó dùng tên Võ Nguyên Giáp, nó dùng cái tên Võ Nguyên Giáp này để đánh bóng nhân vật Hồ Chí Minh mà thôi. Chúng ta nên hiểu rõ cái vấn đề này. Như chúng ta vẫn còn nhớ lại cái ngày 20 tháng 7 năm 1954, đó là cái ngày mà Hiệp định Geneva tại Thụy Sĩ để chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền, miền Nam và miền Bắc. Mà đặc biệt là cái Hiệp định Geneva ký kết không phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa, không phải là giữa chính phủ quốc gia Việt Nam, mà cái Hiệp định Geneva là ký kết giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và quân đội Pháp. Trong Hiệp định Geneva, cái điều 6 khoảng 4 chương 1 đã ấn định cái đường ranh giới và khu phi quân sự. Đường ranh giới là vĩ tuyến, đường ranh giới là vĩ tuyến 17, và khu phi quân sự là cái khu mà nằm ở giữa hai cái đường ranh giới đó. Tổng thống Đào Minh Quân lúc bấy giờ là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có thời kỳ ngài đóng tại cái vùng phi quân sự đó trong 4 năm. Nói sơ về cái Hiệp định Geneva để cho anh chị em hiểu rõ hơn là cái Hiệp định Geneva này chia cắt Việt Nam thì khai mạc vào ngày 26 tháng 4 năm 1954. Lúc ban đầu là để khôi phục hòa bình cho Triều Tiên và Đông Dương, mà không hề nhắc nhở gì đến nước Việt Nam cả. Sở dĩ mà chúng tôi đưa ra cái vấn đề này để cho người Việt Nam khắp nơi trên thế giới biết được rằng mới thấy được cái sự lương lẹo, lắt léo, gian xảo, tinh vi của bọn Cộng sản, đặc biệt là bọn Cộng sản Việt Nam theo chỉ thị của Trung Cộng
và Cộng sản quốc tế. Chúng nó chỉ mượn cái hiệp định này với ban đầu là để khôi phục lại hòa bình cho Triều Tiên. Tức là có cái trận chiến của Bắc và Nam Triều Tiên và Đông Dương. Nhưng thật sự cái hiệp định Geneva này là nhắm cái vấn đề để chia cắt đất nước Việt Nam chúng ta ra làm đôi. Trong cái điều 6 của bản hiệp định này nói rất rõ, cho dù trong cái bản hiệp định này chỉ do quân đội nhân dân Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Pháp thuộc, tức là nhà cầm quyền Pháp đó, thì điều 6 có ghi rằng là sau khi ký hiệp định Geneva là hai bên quân sự và dân sự không được phép băng qua giới tuyến 17, tức là phía miền Nam quân đội Pháp cũng không được vượt qua vĩ tuyến 17 để làm bất cứ điều gì, tấn công hay là lấy tin tức, tình báo, bất cứ điều gì để đi vào lãnh thổ của miền Bắc, tức là qua phía Bắc của vĩ tuyến 17, cho dù dân sự hay là quân sự cũng không được phép băng qua. Và ngược lại, quân đội nhân dân Cộng sản Việt Nam, tức là quân đội của Cộng sản Việt Nam đó, sẽ không được vượt vĩ tuyến 17 để xâm lăng bằng dân sự hay là quân sự lúc bấy giờ do Pháp chiếm đóng miền Nam Việt Nam của chúng ta. Rồi sau này, thì khi mà Pháp trao trả lại cái chính quyền dân sự cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, tức là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái điều 6 trong bản hiệp định Geneva vẫn còn giá trị đó. Cho dù là Pháp, người Pháp đó mà trao trả lại cái chính quyền dân sự cho Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, tức là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó anh chị em, thì cái điều 6 trong cái bản hiệp định Geneva vẫn còn giá trị nha. Đó, thì do đó đó mà cái cuộc chiến tại Việt Nam không phải là nội chiến, không phải là chiến tranh ý thức hệ, cũng không phải là Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc hay vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bán nước cho Hoa Kỳ như Cộng sản đã rêu rao, mà chỉ đơn thuần là cuộc chiến tự vệ chống sự xâm lăng của Cộng sản cướp nước, cướp nhà Việt Nam. Từ năm 1945 cho đến năm 1975, trong suốt 30 năm, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam chưa hề tấn công ra miền Bắc, mà chỉ có quân Cộng sản tấn công miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ đồng bào, tự vệ khi bị xâm lăng, nên không thể gọi là nội chiến, không thể nói là huynh đệ tương tàn, và càng không phải, không, chúng ta không thể nói là nồi da sáo thịt được nha anh chị em. Đó, chúng ta phải nhớ rõ cái điều này đó, vì miền Nam của chúng ta không hề, chưa bao giờ mà vượt qua cái vĩ tuyến 17 để mà xâm lăng miền Bắc, mà chỉ có Cộng sản miền Bắc nó vượt qua vĩ tuyến 17 mà nó xâm lăng miền Nam của chúng ta thôi. Mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam chúng ta là chỉ tự vệ, bảo vệ cái lãnh thổ miền Nam của mình thôi. Cho nên chúng ta không thể, có nhiều người tôi nghe nói là nào là huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt, điều đó không có đúng nha anh chị em. Chúng ta phải dùng từ ngữ cho nó chính xác, cho nó đúng với cái ý nghĩa của nó nha. Thì đó, chúng ta không có thể nói là huynh đệ tương tàn và không có nồi da sáo thịt ở đây. Tại sao gọi là nồi da sáo thịt được? Đó, tại vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam không bao giờ vượt qua vĩ tuyến 17 để xâm lược lãnh thổ miền Bắc đâu. Cho nên chúng ta không thể nói là huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt được. Điều này không có đúng. Mà cuộc chiến tại Việt Nam là do âm mưu của Tàu Cộng sử dụng thủ đoạn dùng củi đậu nấu đậu, dùng người Việt cai trị người Việt và dùng người Việt giết người Việt, như chúng ta đã từng thấy
trong thời gian qua. Ban đầu, Tàu Cộng Mao Trạch Đông dùng Hồ Chí Minh, tên thật là Siêu Côn Lĩnh, là một tên thổ phỉ Tàu Cộng tại Vân Nam. Do đó, đây chỉ là cuộc xâm lăng cướp nước do âm mưu của Tàu Cộng chủ trương bành trướng. Ngay trong đợt tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, Cộng sản Việt Nam theo chỉ thị của Tàu Cộng đã lợi dụng quân lực Việt Nam Cộng Hòa để tiêu diệt bộ đội mặt trận giải phóng miền Nam, cũng là người Việt Nam. Như anh chị em thấy đó, bộ đội miền Bắc cũng là người Việt Nam. Mà cái âm mưu của Tàu Cộng là chúng dùng cái Hiệp định Geneva để chia cắt hai miền Nam Bắc để trở thành kẻ thù của nhau. Nói cho đúng hơn là người lính Việt Nam Cộng Hòa rất là nhân bản, rất là tình người. Họ không bao giờ xem bộ đội miền Bắc là kẻ thù cả. Nhưng đặc biệt là anh em bộ đội miền Bắc được tẩy não, được nhồi sọ rất là kỹ của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chỉ đạo của tên Hồ Chí Minh. Do đó mà hành trang ba lô của các anh em bộ đội thì đầy thù hận, dư thừa sự hận thù, còn bụng thì đói meo là do thiếu ăn. Cái cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là một bằng chứng tố cáo âm mưu diệt chủng của bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt phản dân hại nước, hèn với giặc, ác với dân, đàn áp dân để tiếp tục làm tay sai cho Tàu Cộng chủ nghĩa Cộng sản. Chỉ là một tà giáo, chúng tuyên truyền và sử dụng tà thuyết vô thần, phi nhân, bát nháo làm cốt lõi, tạo ra một tập đoàn cộng sản lưu manh, độc ác, xảo quyệt, lừa mị, tinh vi, tích tụ những thứ xấu xa, độc hại, biến dị và bại hoại nhất trong lịch sử loài người. Không có tội ác nào mà chúng không dám làm, đó là bản chất, nên cần phải bị tận diệt, cần phải vứt bỏ vào sọt rác. May mắn thay cho đất nước Việt Nam chúng ta, từ trong hoang tàn tâm tối đổ nát đã xuất hiện một số người vẫn cố gắng giữ được tinh hoa của dân tộc, quyết tâm nối gót tiền nhân, được hồn thiên sông núi, anh linh thánh tổ độ trì, đang phục hưng và kế tục sự nghiệp truyền thống vẻ vang tự hào của dân tộc. Họ là những con người xuất chúng với những phẩm chất đạo đức trong sáng, cao thượng, có lòng yêu nước thương dân, có tài kinh bang tái thế, đã phải trải qua một thời kỳ rất lâu dài của dân tộc mới xuất sinh được một vị anh hùng cứu nước duy nhất, đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Tại sao tôi nói Tổng thống Đào Minh Quân là vị anh hùng cứu nước duy nhất, thưa anh chị em? Là vì những cái việc làm mà của cá nhân Tổng thống Đào Minh Quân thì không có ai làm được. Và những cái điều gì mà Tổng thống Đào Minh Quân nhìn thấy được thì mọi người không ai nhìn thấy được. Điển hình như ngài Đào Minh Quân đã thấy được đằng sau lưng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái bóng đen to, khổng lồ, hung tàn, bạo ác, đó là Tàu Cộng. Ngài đã nhìn thấy từ lâu lắm rồi và biết được điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng muốn triệt hạ được Cộng sản Tàu không phải là chuyện dễ dàng. Cái vấn đề mấu chốt quan trọng ở đây là Tổng thống Đào Minh Quân đã thấy được, đã biết được Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam.
Nhưng phải làm sao đây? Muốn triệt hạ Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, phải có chiến lược, phải có chiến lược, phải chờ đợi thời cơ. Chờ đến khi mà Cộng sản Hà Nội lợi dụng kỷ niệm sinh nhật 100 năm giả hiệu của già Hồ ngày 19 tháng 5 năm 1989. Cộng sản Việt Nam nộp hồ sơ Hồ Chí Minh để vận dụng cơ quan văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới để lừa bịp dư luận. Mà anh chị em phải biết rằng Hồ Chí Minh không những là chủ tịch, là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam không đâu, mà hắn ta còn là đệ nhị phó chủ tịch của Đảng Cộng sản quốc tế đó. Do đó mà hai cái thế lực lúc bấy giờ là Tàu Cộng và Liên Xô, mặc dù họ luôn luôn bất hòa với nhau, nhưng mà họ vẫn là khối Cộng sản quốc tế và có cái liên hệ môi răng với nhau. Cho nên khi mà Cộng sản Việt Nam đó đưa cái hồ sơ của Hồ Chí Minh đến UNESCO là có sự yểm trợ rất là mạnh của Liên Xô và Tàu Cộng. Nhưng mà một cái chiến thắng rất là nhanh, bất ngờ nhất của Tổng thống Đào Minh Quân chúng ta vào giờ phút chót thì Liên Xô và Tàu Cộng cũng đành bó tay. Điều đó để cho anh chị em phải hiểu rằng chính phủ chúng ta tuy nhỏ nhưng mà trí tuệ và trí huệ của ngài Đào Minh Quân không có nhỏ nha anh chị em. Mà Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta biết cân đo đến thời gian tối hậu mới ra tay. Thời gian tối hậu đó là lúc mà đồng bào, những nhà ái quốc, những nhà trí thức khoa bảng của Việt Nam khi thấy mà Cộng sản Việt Nam nộp hồ sơ vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO thì họ đã chống đối một cách quyết liệt và có gửi trên 300.000 lá thư chống đối, tức là một tấn thư chống đối. Trong cái sự chống đối, cái việc vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO là dựa vào 4 cái tội danh. Thứ nhất là tội cướp của, thứ hai là tội giết người, thứ ba là tội hãm hiếp phụ nữ và thứ tư là tội đạo văn. 4 cái tội đại hình của Hồ Chí Minh rõ ràng như vậy. Nhưng Cộng sản Việt Nam nó mưu ma trước quỷ, mồm 5 miệng 10, nó biện luận, nó lý luận để mà chạy tội. Còn chúng ta mà lý luận suông thì không thắng được Cộng sản. Nhưng bằng một trí tuệ và trí huệ thông minh sáng suốt là ngài Đào Minh Quân chỉ có yêu cầu một điều rất là nhỏ, một cái chuyện đơn giản thôi, là chính phủ chúng ta không có chống đối Liên Hiệp Quốc, không có chống đối UNESCO về cái việc vinh danh Hồ Chí Minh, mà ngài Đào Minh Quân chỉ yêu cầu Liên Hiệp Quốc xác định Nguyễn Ái Quốc có phải là Hồ Chí Minh hay không mà thôi. Chỉ có thế thôi. Chính phủ chúng ta đòi hỏi cái chuyện đó quá cái đơn giản, phải không quý vị? Và ngài Đào Minh Quân chỉ cho họ cái phương pháp luôn, bằng cách là lấy dấu tay của Hồ Chí Minh, cái xác Hồ Chí Minh đang hoàng tại cái lăng Ba Đình đó, đem so với dấu tay của Nguyễn Ái Quốc còn đang lưu trữ tại Sở Liêm Phóng của Pháp. Nếu hai dấu tay này trùng với nhau thì đó là một người, đúng chưa? Nhưng mà anh chị em có biết không, sự thật thì lúc nào cũng là sự thật. Cộng sản Việt Nam chúng không có dám xuất trình, không có dám cung cấp cái dấu tay của Hồ Chí Minh tại Lăng Ba Đình theo yêu cầu của cơ quan văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO, vì chúng nó sợ sẽ lòi ra chân tướng giả mạo ngay. Cho nên hồ sơ đó đã phải bị xếp lại vào ngày 19 tháng 5 năm 1990. Đây là một thành quả lớn nhất mà Tổng thống Đào Minh Quân đã cùng đồng bào Việt Nam
tranh đấu thành công trong cái việc tiêu diệt nhân cách già hồ, dẹp cái âm mưu thâm độc của Cộng sản Việt Nam tan thành mây khói ngay tại Liên Hiệp Quốc. Nên từ đó có câu là lăn tay già hồ là mồ chôn Cộng Việt, hay còn gọi là duy thật lập cộng. Quả thật là một chiến công hiển hách nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay. Đó. Cho nên á, tôi muốn chia sẻ, tôi hay thường xuyên chia sẻ cái vấn đề này, cái mấu chốt này là cái thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng hòa của chúng ta đó, hai vị tổng thống đó không hề biết được Hồ Chí Minh là người Tàu, là coi như là gián điệp Tàu Cộng, là Việt Giang, là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Cho nên là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không có biết. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà biết được cái điều này á, thì cái thời đệ nhị Cộng hòa sẽ có một cái chiến lược, đúng không? Sẽ có một cái phương pháp, sẽ có một cái chiến lược, đúng không quý vị? Đó. Cho nên đến đời của Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa là Tổng thống Đào Minh Quân, ngài đã nhìn ra cái vấn đề này từ lâu rồi. Nhưng mà muốn đánh được Cộng sản, muốn triệt tiêu Cộng sản thì phải có chiến lược, phải chờ đợi thời cơ. Đó. Và anh chị em có biết là cũng trong cái thời điểm này, ngài Đào Minh Quân biết rõ được là sau khi mà ba tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đó đã ký bán hết cái đất nước, bán hết cái quê hương tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta cho Tàu Cộng trong cái mật nghị Thành Đô vào ngày 4 tháng 9 năm 1990. Và cũng trong cái thời gian thập niên 1990 này, Cộng đảng Việt Nam nó lo ngại sẽ bị cô lập, phải tiến tới giải thể, nên tăng cường thêm nhiều cán bộ tuyên vận và địch vận cao cấp như là Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Cơ Thạch ra hải ngoại để vận động cầu cạnh Hoa Kỳ. Đồng thời lúc bấy giờ Mỹ cũng đã mời Thượng tướng Trần Văn Trà, rồi một người là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mặt trận Giải phóng miền Nam là Nguyễn Thị Định qua Mỹ vào cái năm đó. Rồi cái đường bay Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu tấp nập những cái chính khách, chính trị gia mà họ muốn đón gió trở cờ, kể cả những nhân vật rất cao cấp trong chế độ Cộng sản Việt Nam trước đây. Thì trước cái tình hình này khiến cho nhiều đoàn thể, lực lượng người Việt quốc gia hoang mang, nản chí. Rồi có một số đoàn thể ngưng hoạt động để nghe ngóng. Và có những nhóm trước đó mà thường hô hào chống cộng, rầm rộ dữ lắm, nay lại chuyển hướng đề nghị muốn hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Thậm chí có những tổ chức chia thành hai phe. Một phe thì muốn hòa hợp với Cộng sản, còn một phe thì không chịu hòa hợp. Từ đó thì họ đâm ra tố cáo nhau quyết liệt, từ kín đáo cho đến công khai trên báo chí. Thì anh chị em có biết không? Lúc bấy giờ đó cờ vàng ba sọc đỏ vừa được kéo lên tung bay khắp nơi, nay bị kéo xuống ngay tại thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản vùng Nam Cali. Chỉ còn duy nhất, lúc bấy giờ chỉ còn duy nhất một lá quốc kỳ nhỏ nhoi còn kéo lên tại khu phố Nguyễn Huệ nằm trên đường Bô Sa và Quơ. Thì hoàn cảnh lúc bấy giờ đó như là rắn không có đầu. Trong cái tình thế đó thì không thể chần chờ được, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ do ngài Đào Minh Quân, tức là do ngài Đào Minh Quân làm chủ tịch đó, gấp rút thực hiện lá quốc kỳ Việt Nam dài nhất thế giới, tức là 93 feet, sơ ngay tại trụ sở trung ương, thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản. Và rồi ngài Đào Minh Quân ấy, quyết định đứng ra triệu tập Đại hội Dân Chủ Đoàn Kết để thỉnh thị ý kiến của quý vị nhân sĩ, trí thức và đồng bào Việt Nam trong ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên về việc thành lập một chính phủ và truyền bá tư tưởng tân dân chủ, thể theo lời yêu cầu của một số đồng bào nhân sĩ, phong trào thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam tân dân chủ, đã mời cụ Nguyễn Trân,
nhận lời hy sinh gánh vác trách nhiệm thủ tướng, một vai trò rất là nguy hiểm và chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực nặng nề trong cái tình hình hiện tại quá rối ren và phức tạp lúc bấy giờ. Nhưng ngay sau đó, cụ Nguyễn Trân lại từ chối với lý do sức khỏe yếu kém, thêm cụ bà lại mang trọng bệnh, và cũng vì văn phòng thường trực lúc đó không có đủ khả năng tập hợp được một đại hội có sự tham dự của đại diện tất cả người Việt trên toàn thế giới như là cụ mong muốn. Sau cùng thì đại hội đã đi đến quyết định là trưng cầu ý kiến của đồng bào bằng cách là dùng phiếu đề nghị để quyết định thỉnh mời một số nhân sĩ tương đối có tiếng tăm lúc bấy giờ. Tất cả là 28 vị được đề nghị. Nhưng mà lúc đó ông Đào Minh Quân xin rút tên trong danh sách 28 vị được đề nghị đó. Do đó mà trên phiếu trưng cầu chỉ còn có 27 vị mà thôi. Thì sau đây tôi cũng xin đọc tên của 27 vị đó ra để cho anh chị em thấy là 27 vị đó là ai. Và cái vị thứ nhất là nhà báo Võ Văn Ái. Vị thứ hai là cụ hoàng tử Bảo Long. Vị thứ ba là cụ dân biểu Nguyễn Bá Cẩn. Vị thứ tư là cụ dân biểu Hoàng Ngọc Cẩn. Vị thứ năm là cụ đại sứ Bùi Diễm. Vị thứ sáu là bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng. Vị thứ bảy, cụ Hà Thúc Kỷ. Vị thứ tám là cụ tướng Nguyễn Khánh. Vị thứ chín là cụ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Vị thứ mười là cụ ngoại trưởng Trần Văn Lắm. Vị thứ 11, cụ Đỗ Vạn Lý. Vị thứ 12 là bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn. Vị thứ 13 là cụ tướng Hoàng Cơ Minh. Vị thứ 14 là bác sĩ Trần Ngọc Ninh. Vị thứ 15 là cụ dân biểu Trần Ngọc Nhuận. Vị thứ 16 là cụ tướng Lâm Văn Phát. Vị thứ 17 là bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Vị thứ 18 là cụ nghị sĩ Phạm Nam Sách. Vị thứ 19 là cụ dân biểu Lê Phước Sang. Vị thứ 20 là cụ tướng Lâm Quang Thi. Vị thứ 21 là cụ tướng Nguyễn Chánh Thi. Vị thứ 22 là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Vị thứ 23 là cụ Nguyễn Đình Thiệp. Vị thứ 24 là cụ tướng Nguyễn Đức Thắng. Vị thứ 25 là cụ tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Vị thứ 26 là ông Võ Đại Tôn, quốc nội. Vị thứ 27 là cụ tướng Ngô Quang Trưởng. Thì thưa anh chị em, 27 vị này là những người chỉ huy cao cấp nhất, là những tướng lãnh, những đại biểu, nghị sĩ, bác sĩ, nhà thơ, là những người có tiếng tăm, có chức sắc, có vị trí trong xã hội thời bấy giờ. 27 vị này là những người tài giỏi và đầy kinh nghiệm. Thế nhưng, không có một vị nào dám đứng ra để nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tại sao? Là vì trong thập niên 1990 đó, tình hình rất là rối ren, từ quốc nội đến hải ngoại, tình hình đang rất là lộn xộn, rất là phức tạp. Cho nên khi mà đứng ra gánh vác trọng nhiệm thủ tướng này là một vai trò rất là nguy hiểm, và chắc chắn một điều là sẽ chịu rất nhiều áp lực nặng nề. Hơn nữa, cái vai trò thủ tướng nó đòi hỏi người lãnh đạo ngoài cái tài năng, kinh nghiệm ra thì cần phải có những yếu tố sau đây. Một vị lãnh đạo đầy sáng suốt, có tinh thần dân tộc và lòng ái quốc
chân chính, có lập trường chống cộng vững vàng, minh bạch và dứt khoát, có quá khứ trong sạch, có tình thương đậm đà với đồng bào ruột thịt Việt Nam, có tấm lòng tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, hầu tạo dựng đủ tư thế và cương vị để lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn sóng dữ. Còn một yếu tố quan trọng nữa là lòng nhẫn nại, sự chịu đựng nhiều lắm, vì đây là trường kỳ đấu tranh lâu dài lắm. Hơn nữa, muốn thành lập một chính phủ cần phải có tài chánh. Do đó mà không có một vị nào trong 27 vị được đề cử, được mời gọi mà can đảm dám đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ này. Đó, thì anh chị em thấy không? Không, 27 vị được đề cử là những 27 vị đó thì anh chị em đã nghe qua đó, thì rất là tài giỏi. Đó, là những vị chức sắc, những vị lãnh đạo không đó, đầy kinh nghiệm đó. À, thì lúc bấy giờ đó không có một vị nào dám đứng ra nhận cái trọng nhiệm thủ tướng đó vào cái thập niên 1990. Thì công việc nó đi vào cái sự bế tắc, rồi cho đến ngày 10 tháng 2 năm 1991 có một phiên họp gồm đại diện ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam phối hợp với phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, tổ chức Dân Sự Việt, Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ và Văn Phòng Thường Trực đồng nhất trí thỉnh cầu ông Đào Minh Quân một lần nữa. Và anh chị em có biết rằng có những vị bô lão đó là đến nhà ngài Đào Minh Quân sẵn sàng quỳ gối trước sân nhà ông để thỉnh cầu, thỉnh nguyện ngài Đào Minh Quân hy sinh đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì ông rất cảm động trước những tấm lòng trung kiên ái quốc của các bô lão, vì ngài Đào Minh Quân rất là tôn kính những vị bô lão đó đã có tấm lòng với đất nước mà đã làm một cái cử chỉ cao cả đó là đến quỳ gối trước nhà ông. Chính cái cử chỉ này, hành động này đã làm cho con tim của ngài Đào Minh Quân tan chảy ra thành nước. Đó. Thì vì ngài biết rằng á, cái trọng nhiệm thủ tướng này nó nguy hiểm lắm, nó gian nan vất vả lắm, trường kỳ đấu tranh lâu dài lắm, cho nên cần có sự kiên nhẫn nhiều lắm. Và vì cái vai trò thủ tướng này nó đòi hỏi một sự hy sinh cao cả. Hy sinh ở đây là chấp nhận dấn thân cho đại cuộc mà không hề nghĩ đến bản thân của mình. Mà ngài biết rằng nếu mà ngài không nhận cái trọng nhiệm thủ tướng thì sẽ không có ai nhận cả. Nếu mà ngài không nhận, ngài không lãnh cái trọng nhiệm này thì không có ai nhận, thì tất nhiên là Việt Nam mình sẽ mất nước thôi, có đúng không ạ? Cho nên á, tôi muốn trình bày cái vấn đề này để mà tôi muốn cho đồng bào Việt Nam á, trên toàn thế giới biết được ngài Đào Minh Quân đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong cái hoàn cảnh là muôn vàn khó khăn, gian nan, nguy hiểm, chứ không có hề đơn giản dễ dàng mà như chúng ta đã từng nghĩ đâu. Xin lỗi anh chị em. Tại vì từ trước đến giờ đó, chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi cứ nghĩ rằng là ngài Đào Minh Quân sau khi được ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên bầu ngài lên làm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì ngài đứng ra, ngài hy sinh, ngài nhận cái trọng nhiệm đó thôi. Tôi cũng nghĩ đơn giản như vậy đó quý vị. Nhưng mà sau khi mà tôi đã tìm hiểu kỹ rồi á, thì tôi mới biết được là ngài Đào Minh Quân của chúng ta mà khi mà đứng nhận trọng nhiệm cái thủ tướng đó thì quý vị có biết không, như nãy giờ tôi đã trình bày đó,
thì trong một cái hoàn cảnh đất nước mình rất là rối ren, rất là phức tạp, mà từ trong quốc nội đến hải ngoại nó không có đơn giản. Tôi nghĩ rằng á, nếu như ở trong một cái đất nước mà thanh bình thịnh trị bình thường như những quốc gia khác, thì trong 27 vị được mời gọi này sẽ có một vị nào đó đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng rồi. Nhưng mà rất tiếc, như anh chị em cũng biết đó, đất nước của mình thì đã bị Cộng sản Bắc Việt nó cưỡng chiếm, nó đang, còn dân mình, đồng bào của mình á, thì nó đang cai trị tại Việt Nam. Thì làm sao mà cái vai trò thủ tướng chính phủ này là đang ở nước ngoài, đang ăn nhờ ở đậu ở Hoa Kỳ. Cho nên là cái việc mà để khi mà nhận cái trọng nhiệm thủ tướng rồi, để mà tìm cái chiến lược, những cái chiến sách, những cái sách lược để mà trở về phục hưng Việt Nam, thì nó đấu tranh lâu dài lắm, trường kỳ lắm. Cho nên không có một vị nào mà đủ can đảm đứng ra để mà nhận trọng nhiệm thủ tướng lúc bấy giờ. Mà chính vì lẽ đó mà các bô lão đã hy sinh đến nhà của ngài Đào Minh Quân á, để mà quỳ gối trước nhà ngài, để mà thỉnh cầu ngài, gọi là thỉnh nguyện ngài vui lòng đứng ra nhận cái trọng nhiệm thủ tướng chính phủ lúc quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì ngài cảm động trước cái cử chỉ cao thượng đó, cao cả đó, mà ngài rất là tôn kính những vị bô lão này. Tại những vị bô lão này là có tấm lòng đối với đất nước mà phải làm cái cử chỉ hành động đó, đã làm cho cái con tim của ngài Đào Minh Quân mà nó chảy ra thành nước. Ngài rất là cảm động. Mà ngài, tại vì ngài biết, tại vì ngài Đào Minh Quân biết, nếu như mà mình không có đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng thì không có ai, không có ai dám đứng ra nhận. Mà nếu không có người nào nhận thì sao? Thì mình mất nước thôi, đúng không? Thì mình đã mất nước rồi, chứ không có mà đến ngày hôm nay mà cho chúng ta để mà đấu tranh cho Việt Nam nữa đâu nha. Cho nên á, sau khi mà tôi tìm hiểu sâu hơn á, thì tôi mới biết được cái sự hy sinh cao cả, cái sự hy sinh cao cả của ngài không có bút mực nào kể xiết nha. Đó, không có bút mực nào kể xiết. Và rồi như anh chị em chúng ta cũng đã biết, năm Tân Mùi 1991, vào ngày 16 tháng 2 dương lịch, tức là mồng 2 Tết, ngay chính ngọ 12 giờ trưa, đại lễ tuyên thệ nhận trọng nhiệm thủ tướng đã được cử hành tại thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản vùng Nam Cali, Hoa Kỳ. Thì biến cố lịch sử này được ghi nhận là một bước tiến quan trọng trong cái công cuộc đấu tranh cứu nước của toàn dân, được đánh dấu là ngày tàn của Cộng sản, của chế độ Cộng sản Việt Nam. Sau khi mà ngài Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm thủ tướng, thì văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, theo chỉ thị của thủ tướng, đã phổ biến nhiều cái công hàm đến Liên Hiệp Quốc và các nước tự do, chính thức công bố sự hiện diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, phủ nhận tư cách đại diện nhân dân Việt Nam của tà phủ, tà quyền Cộng sản Hà Nội qua cái danh xưng của cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một công cụ của Đảng Việt Nam, là tay sai của Cộng sản quốc tế, không xứng đáng là đại diện của toàn dân Việt Nam. Thì ngay sau khi mà ngài Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thay mặt cho những người Việt bị Cộng sản cướp nước đó, thì Thủ tướng Đào Minh Quân đã ký quyết định vô hiệu lực và không chịu trách nhiệm về cái nội dung của tất cả những văn kiện, giao kèo hay hợp đồng liên hệ đến lãnh thổ, tài sản, tinh thần và vật chất của nhân dân Việt Nam.
do tập đoàn Việt Cộng ký kết với bất kỳ cá nhân, tập thể hay là bất cứ quốc gia nào. Thì sau khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1991, quyết định này chính thức được gửi đến tất cả các nước trên thế giới như một văn kiện đối chứng trong tương lai. Đó, kính thưa anh chị em, nếu mà 30 năm về trước, nếu như không có ông Đào Minh Quân lật tẩy cái mặt nạ Hồ Chí Minh là gián điệp tàu cộng, và nếu như 30 năm về trước không có ngài Đào Minh Quân đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thì làm sao mà có cái ngày khai sáng được nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 16 tháng 2 năm 2018. Rồi thì làm sao mà chúng ta có được một vị tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ra đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Nào là thành lập Liên đoàn Hậu duệ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Và rồi nào là sáng lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 vừa qua. Đó, thành thử ra tôi muốn chia sẻ cái vấn đề này để cho anh chị em chúng ta biết được là nếu như mà 30 năm về trước không có ngài Đào Minh Quân thì làm gì ngày hôm nay để cho chúng ta có cơ hội gặp nhau như thế này? Làm gì mà có đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị trở về Việt Nam, đúng không anh chị em? Đó, cho nên là nếu như mà cách đây 30 năm mà không có ngài Đào Minh Quân triệt hạ được cái gốc của Cộng sản Việt Nam là cái tên Hồ Chí Minh tại Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO, thì làm sao mà chúng ta có cơ hội để mà đứng lên đấu tranh cho một Việt Nam tự do không cộng sản, có đúng không ạ? Đó, thì nếu như mà Hồ Chí Minh, cái tên Hồ Chí Minh nó được vinh danh là danh nhân thế giới, thì đất nước Việt Nam của chúng ta đã mất từ lâu lắm rồi nha anh chị em. Cho nên tôi muốn nói rõ vấn đề này ra, mà tôi muốn nhắc nhớ lại, tôi muốn cho tất cả thế giới này, không riêng gì nước Việt Nam, tất cả thế giới này là những người con dân Việt Nam, và nhất là đặc biệt ở trong quốc nội, biết được Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu cộng, là tội đồ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên chúng ta có một vị như là Tổng thống Đào Minh Quân đó, để cho sau này đời con, đời cháu và các thế hệ mai sau mới có hoa thơm, trái ngọt để mà hưởng, đúng không? Do đó mà toàn dân Việt Nam chúng ta phải luôn biết ơn ngài, phải tôn kính ngài, phải tôn kính ngài Tổng thống Đào Minh Quân, vị lãnh đạo khả kính của chúng ta, và cùng một lòng chung sức ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Đào Minh Quân sớm đem chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở về Việt Nam. Đó anh chị em, thì sau ngày mà 30 tháng 4 năm 1975 thì anh chị em cũng biết đó chỉ là một cuộc di tản chiến lược đó, tại vì Tổng thống Đào Minh Quân cũng đã từng xác nhận ông chưa hề giải ngũ, cũng như đã tuyên bố trong chinh chiến thắng bại là cái chuyện thường tình đó, để bảo tồn lực lượng tái phục quốc. Tổng thống Đào Minh Quân là một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991 để có chính danh và chính nghĩa để đương đầu với bọn tà quyền gian đảng tội ác Cộng sản Việt Nam. Suốt hơn 44 năm qua,
quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa vẫn phấp phới tung bay khắp cộng đồng tị nạn cộng sản trên toàn thế giới, đã nói lên quyết tâm tiếp tục tranh đấu không chấp nhận cộng sản của người Việt Nam. Thì hiện nay là Tàu Cộng đã công khai xâm phạm đất trời Việt Nam, là lúc mà toàn dân, toàn quân cùng nhau một lòng đoàn kết giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam, hèn với giặc, ác với dân, để đương đầu với giặc Tàu, bảo vệ tổ quốc bằng một sức sống và ý chí mãnh liệt. Tổng thống Đào Minh Quân đã kiên trì miệt mài qua 30 năm để xây dựng nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là cơ sở nền tảng để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam với mục đích lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, với kỳ vọng đất nước được cường thịnh, tự do độc lập và người dân được sống trong ấm no hạnh phúc. Tổng thống Đào Minh Quân đem hết lòng chí thành hy sinh giúp dân cứu nước, quy tụ những chiến sĩ, những nhà ái quốc có ý chí kiên cường, anh dũng, bất khuất của nòi giống Việt, vận dụng sức mạnh đoàn kết toàn dân cùng đồng hành trong nhiệm vụ tối quan trọng vào thời kỳ hưng vong của đất nước. Phải giải thể chế độ cộng sản phản quốc hại dân, đương đầu với họa diệt vong do bọn Tàu Cộng bá quyền xâm lấn bờ cõi. Còn cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do thổ phỉ Cộng sản Việt Nam đẻ ra, khinh thường trời đất, coi dân như cỏ rác, đang đày đọa, cướp bóc, sát hại đồng bào chúng ta. Hiện nay, những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đang nao núng và biết ngày đền tội của chúng phải đến. Có thể là ngày mai, có thể là tháng tới, chứ không còn lâu nữa. Chúng biết rõ hơn ai hết, rốt cuộc rồi chúng sẽ không thoát khỏi mạng lưới pháp luật đã âm thầm bủa giăng xung quanh. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và nhân dân Việt Nam là một. Chúng ta đều yêu sự sống và mong cầu được hạnh phúc. Nguyện vọng đó là chính đáng. Cộng sản Việt Nam đang phá hoại, đi ngược lại với ước mơ của toàn dân, đương nhiên phải bị đào thải. Đã đến lúc chúng ta cùng đứng dậy đòi quyền làm chủ đất nước Việt Nam là của chúng ta, không phải của bọn Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng. Lòng dân đang sôi sục, tiếng oán than đã thấu tận trời xanh. Ý dân là ý trời, hồn thiên sông núi phải độ trì chúng ta. Các anh linh tử sĩ đang dẫn dắt chúng ta. Những oan hồn của hàng triệu đồng bào chết tức tưởi trong rừng sâu, trên biển, trong lao tù cộng sản đều phù trợ cho những tấm lòng vì đất nước và dân tộc. Hiện nay, chính phủ chúng ta đang có trong tay thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngọn lửa thiên, dân chủ và nhân quyền sẽ rực sáng trên quê hương Việt Nam. Nhân đây, tôi xin nhắc nhở lại về cái việc mà trưng cầu dân ý. Thì hiện nay á, cái số phiếu đó thì Tổng thống Đào Minh Quân cũng đã nói là gần đủ rồi. Gần đủ rồi, còn thiếu một ít nữa thôi. Còn thiếu một chút nữa thôi anh chị em. Chúng ta phải cố gắng lên. Chúng ta phải cố gắng. Ai chưa bỏ phiếu bầu thì hãy nên bỏ phiếu bầu cho nó đủ số phiếu.
mà Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ ấn định là chúng ta phải ít nhất phải có được đạt 5 triệu phiếu để cho ngài Đào Minh Quân tiến vào Liên Hiệp Quốc, để gặp chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc để giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam, và chúng ta sẽ được thay cờ tại Liên Hiệp Quốc. Đó, chúng ta sẽ thắng tại Liên Hiệp Quốc. Rồi sau đó cái lá cờ mà vàng ba sọc đỏ chúng ta sẽ được tung bay phất phới trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cho nên nhân đây tôi cũng kêu gọi, mời gọi anh chị em của chúng ta từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, là Nam Trung Bắc chúng ta là một nhà, là anh em của nhau, thì chúng ta phải cùng nhau hiệp lòng tâm, hiệp lực mà cứu nước. Do đó mà tôi chân thành khuyên anh chị em nào chúng ta đủ tuổi từ 18 tuổi trở lên mà ai chưa bỏ phiếu bầu thì chúng ta phải bầu. Đó, thì hiện nay á, chính phủ chúng ta có cái thế quốc tế rất là mạnh, tức là quân đội Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam, và sắp tới đây á, là quân đội Hoa Kỳ sẽ được tăng cường thêm rất là đông đó, tại Việt Nam. Thì tình hình Biển Đông chúng ta cũng biết rồi đó, tất cả các nước, các khối tự do, các tàu nước Anh, Nhật, Pháp này kia nọ có mặt tại Việt Nam. Thì cho nên á, cái thế quốc tế chúng ta đã mạnh rồi, bây giờ còn chỉ còn cái thế quốc dân là đồng bào chúng ta mà thôi. Thì anh chị em cũng biết rồi, cái thế quốc dân là dựa vào lòng dân. Chính phủ lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của người dân. Thì người dân phải hiểu rằng nếu như mà anh chị em muốn thay đổi vị lãnh đạo và thay đổi thể chế Việt Nam, gọi là thể chế Cộng sản, chính là gọi là chế độ Cộng sản đó, bằng cái thể chế Việt Nam Cộng hòa, thì anh chị em phải thể hiện qua cái lá phiếu, có nghĩa là phải bầu cho ngài Đào Minh Quân, đó, làm ủng hộ cho Tổng thống Đào Minh Quân đó trở về nước để mà phục hưng, để mà tái kiến thiết đất nước, để mà lo cho dân. Đó, anh chị em cũng biết rồi, cái hội nghị thành đô, cái mật nghị thành đô là ngày 4 tháng 9 năm 1990 đó, thì đến năm mà 2020 tới đây thì cái mật nghị thành đô nó sẽ coi như là kết thúc. Thì anh chị em phải biết rồi là tàu cộng nó là kẻ cướp, mà kẻ cướp á mà nó muốn xâm lăng chiếm đất nước Việt Nam chúng ta thì nó không có báo trước, chứ nó không có nói cái ngày nào giờ nào mà nó tràn vào nước Việt Nam chúng ta để mà nó cướp nước Việt Nam chúng ta. Thì tôi nói cho anh chị em nghe, chính tàu cộng nó cũng thừa biết là chính phủ Hoa Kỳ là đã song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên á, nó cũng rất sợ, nó rất sợ ngài Đào Minh Quân. Thì bây giờ cái kẻ cướp nó đã biết nó thua rồi, nó làm càn. Thí dụ như tôi nói như thế này, nó tràn qua nước Việt Nam chúng ta bất cứ là giờ phút nào để nó cưỡng, nó lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Tại vì những tên đầu xỏ Cộng sản chỉ là tay sai, chỉ là công cụ của tàu cộng mà thôi. Thì anh chị em có biết chuyện gì xảy ra không? Tất nhiên là Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận cho tàu cộng chiếm lấy nước Việt Nam chúng ta. Không bao giờ Hoa Kỳ để cho nước Việt Nam chúng ta mất vào tay tàu cộng nha. Vì cái lẽ đó mà Hoa Kỳ, nếu như mà tàu cộng mà nó cố tình, nó ngang nhiên, nó qua, nó cướp nước Việt Nam chúng ta, thì buộc lòng là Hoa Kỳ sẽ thả bom, sẽ thả bom. Cho nên tôi muốn phân tích cái vấn đề này cho rõ ràng để cho anh chị em mà phòng ngừa. Nếu như anh chị em ở trong nước Việt Nam mà những ai mà chưa bỏ phiếu bầu mà cứ làm ngơ, vô cảm, rồi nói cứ nghĩ rằng là ai muốn làm gì thì làm, tới đâu thì tới, ai sao mình vậy,
không có thể chúng ta không thể có những cái suy nghĩ mà gọi là kém cỏi như vậy, những cái suy nghĩ nông cạn như vậy. Đây là sự thật. Bây giờ tôi nói điển hình như là Hoa Kỳ đã thả bom, hai cái quả bom mà bên nước Nhật Bổn đó, thì Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo rồi. Thật ra đó thì Hoa Kỳ nó không bao giờ thả bom cả, không bao giờ muốn chiến tranh xảy ra cả, nhưng mà cực chẳng đã phải thực hiện. Thì cái thời đó quý vị cũng biết rồi, cái thời năm 1945 thì gọi là phát xít, gọi là Nhật á, lúc bấy giờ thì anh chị em cũng biết á, là nó rất là tàn ác, nó rất là độc ác, nó giết người không gớm tay mà một cách dã man, mà Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo rồi. Mà trước khi Hoa Kỳ thả bom á, là Hoa Kỳ đã thả 63 triệu, gọi là 63 triệu tấm, gọi là truyền đơn á, phải 63 triệu truyền đơn trên hai cái thầm đó. Nhưng mà báo trước 2 tuần lễ là kêu gọi người dân phải dời, di dời đi, nhưng mà có người đi, có người tin và có người không tin. Thì cuối cùng thì sao? Thì Hoa Kỳ thả bom, thả cái trái đầu tiên á, thì Nhật nó cũng còn ngang tàn lắm, nó chưa có chịu đầu hàng. Thì đến khi mà thả trái thứ hai á, thì Nhật đầu hàng vô điều kiện. Đợt cực chẳng đã lắm, Mỹ nó mới làm cái điều đó. Thì đối với đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy. Thì bây giờ đó, chúng tôi biết mà chúng tôi không nói ra thì lương tâm của chúng tôi rất là cắn rứt. Mà chúng tôi nói ra, mà nếu anh chị em ở trong quốc nội mà không tin, mà không có lo bỏ phiếu bầu, khi mà số phiếu bây giờ anh chị em thấy không, cộng sản mà dư luận viên mà nó được gọi là mướn, thuê mướn của Tàu Cộng á, tung tiền ra, nó thiếu gì tiền Tàu Cộng á, rồi lên đây đánh phá để mà kéo dài cái cuộc trưng cầu dân ý, để rồi một ngày nào, một lúc nào đó đó, mà tụi Tàu Cộng á, mà nó chiếm đất nước Việt Nam mình á, thì Mỹ nó sẽ ngăn chặn. Tại vì Tàu Cộng nó sẽ dùng quân đội, nó dùng vũ khí, lực lượng, thì nó cưỡng chiếm nước Việt Nam chúng ta. Thì lúc bấy giờ bắt buộc Mỹ nó phải dùng quân đội, lực lượng, nó phải dùng vũ khí. Mà anh chị em có biết bom bây giờ đó, cái sức công phá của nó, cái tân tiến của nó gấp 3.000 lần cái quả bom mà nó thả ở bên Nhật Bổn đó anh chị em. Thì anh chị em thử tưởng tượng đi, nước Việt Nam mình á, mà thả một quả bom thì còn gì là cái nước Việt Nam chúng ta nữa hả anh chị em? Kể như là chỉ còn một cái đống quan tàn đổ nát thôi. Thì Tổng thống Đào Minh Quân cũng như chúng tôi ở đây không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Anh chị em có hiểu không? Chúng tôi không bao giờ muốn Việt Nam mình bị cái tình trạng chiến tranh đó rồi sẽ chết hết. Nhưng mà nếu như tình thế bắt buộc thì Mỹ nó phải thực hiện thôi. Tại vì nó không bao giờ đồng ý cho Tàu Cộng chiếm lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên tôi khuyên anh chị em nào ở ngoài miền Bắc á, thì hãy chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần, tư tưởng mà dời vào trong phía Nam trước đi. Đó. Mà nếu anh chị em hiểu ra cái điều này thì làm ơn trưng cầu dân ý đi. Trưng cầu dân ý chẳng những cứu được cái đất nước Việt Nam mà cứu chính bản thân của các anh chị, và cũng là cái quyền lợi của chính bản thân mình. Khi mà chính phủ về nước, đó là cái quyền lợi của bản thân mình đó, nha anh chị em. Đó. Cho nên là chúng tôi lên diễn đàn, lên đây nói đi nói lại, nhắc nhở rất là nhiều lần về cái việc trưng cầu dân ý. Tại sao mà đồng bào Việt Nam chúng ta cần phải trưng cầu dân ý? Trưng cầu dân ý để bảo toàn tánh mạng. Mà cái trang trưng cầu dân ý
bằng điện tử mà ngài Đào Minh Quân đã đưa ra cho chúng ta đó thì rất là, phải nói là hiện đại đó, rất là tuyệt vời, rất là hiện đại đó, rất là văn minh. Thì những anh chị em nào đã bỏ phiếu rồi là biết đó, rất là dễ dàng. Mình vào bấm vào cái link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýy.com hoặc là .us hay là .info hay là .world thì nó sẽ hiện ra một cái trang trưng cầu dân ý bằng online điện tử. Chúng ta bấm ghi những cái thông tin trên đó luôn, rất là dễ dàng, giống như chúng ta ghi tin nhắn vậy đó. Thì khi mà chúng ta ghi đầy đủ thông tin rồi, chúng ta sẽ chấm ở dưới cái chữ submit, gửi đi, thế là xong, là chúng ta sẽ nhận được cái ID, cái số ID của mình. Thì mình giữ cái số đó để khi mà sau này chính phủ về nước đó, thì chính phủ sẽ cấp cái thẻ căn cước cho mình, đúng không? Đó, cái việc làm rất là đơn giản, mà tại sao chúng ta không làm? Làm cái việc để cứu nước, cứu đất nước, cứu dân tộc, cứu quê hương, cứu bản thân mình, tại sao chúng ta không làm? Những cái gì 30 năm nay á, ngài Đào Minh Quân á, đã làm hết rồi, đã dọn đường cho chúng ta đi hết rồi. Đó, đã đi hết rồi. Anh chị em cứ thử nghĩ đi, nếu không có ngài Đào Minh Quân thì làm sao có ngày hôm nay cho chúng ta bỏ, có cái trang điện tử chúng ta bỏ phiếu bầu. Nếu như không có ngài Đào Minh Quân mà triệt hạ được cái tên Hồ Chí Minh nó cách đây 30 năm thì chúng ta đã mất nước từ lâu rồi. Từ lâu rồi. Không, bây giờ không có cơ hội để mà cho chúng ta, để mà đấu tranh cho một Việt Nam tự do không cộng sản đâu anh chị em. Đó. Nhiều khi á, chúng tôi cố gắng lên đây để mà giải bày, để mà trình bày, để mà giải thích. Tôi nói thiệt với anh chị em á, chẳng khác nào mà tôi cũng như là tôi năn nỉ các anh chị em á ở trong nước đó. Chứ còn chúng tôi ở hải ngoại này á, cho dù Mỹ nó có thả một chục trái bom chúng tôi đâu có hề hấn gì, đúng không? Chúng tôi ở nước ngoài mà, đâu có sao. Đó. Cho nên cái việc làm này là tại vì cái tấm lòng, cái tình yêu thương đồng bào của mình, yêu thương đất nước quê hương của mình, mà những đại biểu, những thành viên mà lên gọi là những đồng nhiệm lên livestream đó, nhiều khi chia sẻ, kêu gọi mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thời gian á, khi mà một khi nó trôi qua rồi thì chúng ta không bao giờ lấy lại được thời gian đâu nha anh chị em. Chúng ta không lấy được thời gian. Cho nên cái thời gian mà Tàu Cộng nó muốn chiếm đất nước Việt Nam mình, nó thèm cái đất nước Việt Nam mình dữ lắm nha. Nó lăm le, nó muốn chiếm hàng mấy ngàn năm nay rồi, chứ không phải là mới đây. Mà cái mưu đồ của nó đưa cái tên Hồ Chí Minh vào Việt Nam chúng ta là, anh chị em thấy không, cũng gần một thế kỷ rồi. Nó có cái sự sắp xếp, nó có cái âm mưu giả tâm của nó rồi. Nhưng mà chúng ta may mắn là chúng ta còn có ngài Đào Minh Quân nhìn ra đằng sau lưng của cái đảng Cộng sản Việt Nam là một cái bóng đen to, khổng lồ, hung tàn, bạo ác. Đó chính là Tàu Cộng mà ngài đã dùng những cái chiến lược, chờ đợi cái thời thế, chờ đợi cái thời cơ, chờ đợi cái giờ phút tối hậu ngài mới ra tay. Muốn triệt hạ được Cộng sản Việt Nam và triệt hạ được Cộng sản Tàu không có phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Không phải là chúng ta có quân đội, chúng ta có vũ khí, rồi chúng ta có đạn dược, chúng ta có quân, chúng ta đem về Việt Nam chúng ta đánh với Cộng sản mà thắng được nó đâu. Chúng ta đánh như vậy, làm như vậy thì người dân của mình sẽ chết hết. Nếu mà thắng thì cái thời đệ nhị đã thắng rồi, đúng chưa? Nhưng mà tại vì cái tên Hồ Chí Minh nó là Tàu Cộng, mà cái thời đệ nhất đệ nhị hai vị tổng thống nó không hề biết. Nếu mà tôi nghĩ hai vị đó mà biết được Hồ Chí Minh là Tàu Cộng, là Việt Giang thì cũng sẽ có biện pháp đối phó, hay là có một cái chiến lược nào đối phó rồi, chứ không có để cho mất nước nha. Thì đến ngày hôm nay đó, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân đó, chúng ta rất là may mắn, rất là may mắn mà chúng ta có một vị lãnh đạo anh minh, tài tình, sáng suốt và rất là giỏi giang, rất là đạo đức. Tôi nói thật với quý vị, ngài Đào Minh Quân có chân tu đó, có chân tu đó. Ngài tu thuyền ở trong sa mạc mấy mươi năm, ngài
tin vào Thượng Đế, trời Phật ơn trên, mà ơn trên trời Phật động lòng. Ngài xin hoài cho đất nước Việt Nam, động lòng mới là chỉ dẫn Ngài, hướng dẫn Ngài một cái con đường cứu nước bằng tâm đạo, bằng tấm lòng yêu thương đồng bào của mình, yêu thương đất nước của mình, bao la vô bờ bến. Cho nên Ngài dạy cho chúng tôi, Ngài dạy cho chúng ta là chúng ta phải biết yêu thương nhau, biết đoàn kết với nhau, phải nắm chặt tay nhau, phải biết buông bỏ những cái gì gọi là những cái gì xấu xa, như là đố kỵ, ganh ghét hay là những cái gì đó chúng ta phải bỏ đi. Chúng ta phải đoàn kết. Cộng sản nó rất sợ đoàn kết. Cho nên á, cái mưu mô của cộng sản, anh chị em có biết không, lúc nào nó cũng gây sự chia rẽ. Nó gây sự chia rẽ trong cái hàng ngũ của chúng ta. Nó gây sự, nó qua bên đây, nó nói xấu người này, nó qua bên kia, nó nói xấu người nọ, để cho chúng ta ghét nhau, hiềm khích nhau, đố kỵ nhau. Đó, rồi gây ra thù hận nhau, chia rẽ nhau. Thì tất nhiên, chúng ta không bao giờ thắng được cộng sản, là chúng ta sẽ mắc mưu nó. Đó anh chị em. Cho nên chúng ta phải yêu thương nhau, biết quý nhau, rồi đoàn kết với nhau, chúng ta mới thắng được cộng sản. Bây giờ tôi cũng xin, trước khi chia tay tôi cũng xin nhắc lại là cả ở hải ngoại cũng thế. Nếu như anh chị em nào ở hải ngoại chưa có bỏ phiếu bầu thì nên bỏ phiếu bầu cho ngài Đào Minh Quân, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân trở về phục hưng quê hương, giúp cho dân tộc của mình, giúp cho đất nước của mình được trường tồn mãi mãi. Đó. Cho nên á, là anh chị em chúng ta, nhất là trong quốc nội, miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng giống như nhau, cũng là ruột rà với nhau. Đó, cho nên ngài Đào Minh Quân mới sáng tác bốn câu thơ: Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia, dân tộc như ruột như rà, chế độ như áo cởi ra là rồi. Anh chị em thấy không? Cái chế độ cộng sản này nó như một chiếc áo thôi. Một chiếc áo rách, cũ kỹ, hôi thối, chúng ta cởi ra, quăng vào sọt rác là xong. Đó. Còn dân tộc của chúng ta là như ruột như rà. Anh em của chúng ta như ruột như rà. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải đoàn kết với nhau để chống giặc Tàu xâm lăng đất nước Việt Nam. Chúng ta phải giữ đất nước Việt Nam chúng ta được trường tồn mãi mãi. Tôi muốn nhắn gửi với tất cả cô, chú, bác, anh, chị, em, con, cháu ở hải ngoại này. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Anh chị em phải biết rằng nhiễu điều phủ lấy giá hương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng ta may mắn, chúng ta ở hải ngoại, chúng ta ở nước ngoài, chúng ta có tự do, có nhân quyền, chúng ta có đầy đủ cơm no áo ấm. Ở nước ngoài tuy rằng không có tiền, nhưng chúng ta vẫn có cơm no áo ấm, không có đói bữa nào. Chúng ta sung sướng, nhất là chúng ta được tự do. Đó. Thí dụ như chúng tôi ở đây, chúng tôi muốn nói cái gì, chúng tôi nói, đâu có ai bắt bớ, đâu ai cấm. Nhưng mà ở trong nước Việt Nam á, mà nói như vậy á, là nó kêu mình là phản động, đúng không? Nó bắt mình lên đồn, nó trù dập, nó đánh đập mình, nó tra tấn, nó bầm dập, nó trù dập mình, thậm chí nó giết chết, đúng không quý vị? Ở Việt Nam không có tự do, không có nhân quyền. Thành thử ra đó, anh chị em hãy cố gắng lên. Tôi nhắc nhở và tôi năn nỉ các anh chị em nào ở nước ngoài cho đến trong quốc nội, hãy nghĩ có một cái chút tình người, tình quê hương, yêu thương những anh chị em đồng bào Việt Nam là ruột thịt của chúng ta. Họ ở trong nước, họ giống như là
con cá nằm trên thớt, con chim mà bị nhốt trong lồng. Họ không có thể nào cựa quậy được, họ không có dám nói những cái lời nói chính nghĩa được, họ không có dám nói như chúng ta ở nước ngoài được. Thì chúng ta ở nước ngoài chúng ta phải góp lên một lời nói chính nghĩa để mà giúp dân cứu nước. Đó. Chúng ta ở nước ngoài chúng ta có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tức là chúng ta có đầy đủ tự do của mình. Thì chúng ta hãy dùng cái lời nói chính nghĩa của mình để mà chúng ta giúp cho anh chị em đồng bào chúng ta ở trong nước hiện đang đau khổ, đang đói khổ, đang tù đài, đang bị cộng sản trù dập, cướp nhà, cướp đất. Rồi ai mà muốn nói lên một lời nói tự do, một lời nói chính nghĩa thì cộng sản nó cho là gọi là phản động, đúng chưa? Phản động rồi nó mời lên phường, nó bắt bớ. Tôi nghe có một số ở Việt Nam nó kết tội người ta, nó đòi tử hình người ta nữa. Tôi nói không, trên cái thế gian này không có ai ác bằng cộng sản. Không có ai ác bằng cộng sản, ác khủng khiếp. Khủng khiếp. Những người ở Việt Nam á mà có chút đỉnh tiền, có cơm no áo ấm, có nhà lầu xe hơi đó, thì họ vô tư vô cảm lắm. Họ nghĩ rằng á, ai làm gì làm mặc ai, đúng không? Nhưng mà họ đâu có biết rằng một khi mà tàu cộng mà nó chiếm được Việt Nam rồi đó thì nó giết hết. Nó cũng tìm mọi cách nó giết, 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 giết hết người dân Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì nó chỉ cần cái đất nước mình thôi. Nó cần cái lãnh thổ của mình thôi. Chứ nó không cần cái người dân của mình đâu. Cho nên anh chị em ở trong nước Việt Nam á, mà có gọi là khá giả đó, giàu có khá giả, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình chắc ăn ha. Hay là những cái đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy nữa. Có tiền đừng có nghĩ là mình chắc ăn. Người dân, tài sản, nhà cửa, đất đai, tiền bạc của người dân gọi là làm chủ đó. Nhưng mà nhà nước Cộng sản nó quản lý, nó quản lý thì nó quản lý rồi, nó muốn lấy lúc nào mà không được. Nó chỉ cần nói những cái từ mỹ miều gọi là quy hoạch, hay là cần lấy miếng đất đó để mà làm đường, làm xá, làm trường học hay xây cái gì đó không biết, là nó lấy thôi. Nó bồi thường đâu có xứng đáng. Còn mình không lấy hay không là quyền của mình. Nó cũng đem xe xúc, xe độ nó lại, nó ủi ha, nó dở, nó lấy đất của mình thôi. Anh chị em thấy không? Thì tôi nghĩ rằng hơn 44 năm ở miền Nam á, thì chúng ta đã thấm nhuần cái đảng Cộng sản này nó độc ác như thế nào rồi, nó không có thương dân. Đó, cho nên chúng ta phải cần gọi là đào thải nó đi. Cần phải dẹp bỏ cái chế độ Cộng sản tà quyền này đi. Không có tiếc nuối gì nữa. Cho nên á, bây giờ cái con đường mà cái phương pháp tuyệt vời mà Tổng thống Đào Minh Quân đưa ra là trưng cầu dân ý, cái con đường này rất là hiệu nghiệm. Tức là cái cuộc chiến này đó là đấu trí bằng gọi là bằng trí não, bằng trí tuệ, chứ không có mà gọi là bằng quân sự vũ khí. Ngài Đào Minh Quân á tu luyện, ngồi thiền tu luyện mấy chục năm, xin ơn trên chỉ dẫn cái con đường cứu nước này. Đó. Mấy mươi năm rồi mới được, mới có được cái trưng cầu dân ý. Thì anh chị em có biết tại sao mà cách đây 5 năm, 7 năm mà Ngài Đào Minh Quân không có đưa ra cái trưng cầu dân ý không? Ngài Đào Minh Quân không có kêu gọi trưng cầu dân ý không? Tại vì lúc đó mà nếu có kêu gọi trưng cầu dân ý thì sẽ không có hiệu lực, không có hiệu nghiệm. Tại vì lúc đó là ở Việt Nam Cộng sản nó chưa có đưa ra cái luật trưng cầu dân ý. Nhưng mà năm 2015, vì cái sự ép buộc của chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc ép buộc Cộng sản Việt Nam phải đưa ra cái luật trưng cầu dân ý, cho nên Quốc hội đã thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Rồi đến ngày 1 tháng 7 năm 2016 là coi như là chính thức là cho người dân được quyền trưng cầu dân ý. Nhưng mà anh chị em có biết không? Cộng sản nó đưa ra vậy thôi nhưng mà nó ém cái luật đó lại. Nó không có thông báo cho người dân mình biết. Nó sợ trưng cầu dân ý lắm.
Tại vì người dân mà trưng cầu dân ý và tự do thì không bao giờ bầu cho cái đảng Cộng sản cả, đúng không? Những cái tên đầu sỏ của đảng Cộng sản không có cái tên nào mà xứng đáng để mà lãnh đạo đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên á, nó ban cái luật đó, nó giấu nhẹm đi. Đó. Thì ngài Đào Minh Quân á, đến cái đầu tháng 17, đầu cái năm 2017, tức là ngày 19 tháng 2 đó, là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới tổ chức cái hội nghị Diên Hồng. Thì sau đó kêu gọi trưng cầu dân ý cho đến ngày hôm nay. Đó. Thì bây giờ Cộng sản nó đâu có quyền cấm người dân trưng cầu dân ý. Tại vì chính nó đã chấp nhận đưa ra cái luật trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 7 năm 2016. Cho nên anh chị em ở trong nước á, đừng có lo cái vấn đề đó. Nếu như mà nó không mời anh chị em lên, nó hỏi tại sao lại bỏ phiếu bầu, anh chị em cứ nói thẳng, đây là luật của, gọi là của Cộng sản Việt Nam, luật của các anh đưa ra, của chế độ các anh đưa ra, thì chúng tôi có quyền bầu. Còn nếu mà nó hỏi tại sao mà không bầu cho người trong nước là bầu cho ông Đào Minh Quân nước ngoài, thì anh chị em cứ nói rằng á, ở trong nước không có ai xứng đáng, không có ai xứng đáng lãnh đạo đất nước, toàn là tham nhũng, thối nát, ha, vơ vét của dân, làm cho người dân phải khổ sở. Mà các anh chị em hỏi như vậy, cái đảng Cộng sản ai thành lập ra, ai tạo ra, có phải Hồ Chí Minh không? Mà Hồ Chí Minh là ai? Anh chị em hỏi Hồ Chí Minh, anh chị em có hỏi công an, an ninh, có hỏi thẳng Hồ Chí Minh là ai? Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay là người Tàu? À, nếu như nó nói là người Việt Nam thì nói chứng minh đi. Đó. Bây giờ cái xác Hồ Chí Minh đang hoàng tại Ba Đình đó, anh chị em hãy chứng minh đi. Chứng minh à, cho tôi biết Hồ Chí Minh có phải là người Việt Nam không? Ha, không bao giờ nó dám làm cái điều đó nha anh chị em. Cho nên á, chúng ta không có lo lắng nữa. Chúng ta gần cái số phiếu mà 5 triệu phiếu là chúng ta cũng sắp đủ rồi anh chị em ơi. Tôi báo cho anh chị em một tin vui, sắp đủ rồi, thiếu một ít nữa thôi. Cho nên cố gắng đi, cố gắng mà ai chưa bầu phiếu cho Tổng thống Đào Minh Quân thì hãy bầu phiếu ngay bây giờ. Đó, đó là cái quyền lợi của chúng ta đó. Rồi cái tin vui thứ hai là hiện nay ở trong nước chúng ta cũng có 40.000 người đã tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Là cái số người tham gia càng ngày càng tăng lên. Thì anh chị em cứ hình dung đi, một ngày nào mà phái đoàn chính phủ Hoa Kỳ, rồi phái đoàn chính phủ quốc gia để Tam Việt Nam Cộng Hòa về nước đó, thì cái số người mà 5 triệu phiếu, 5 triệu người và 40.000 người tham gia đó, sẽ ra sân quay đón phái đoàn chính phủ, thì chúng ta có một cái rừng cờ, thì Cộng sản có dám làm gì không? Đúng không? Lúc đó Cộng sản nó cũng phải đi theo thôi. Mà tôi cũng nói cái tin vui này cho anh chị em ở trong nước biết rằng những cái đảng viên mà đảng Cộng sản, những gọi là cấp tướng tá mà cao cấp đó, cao cấp đó, thì á, họ đã ngã theo, họ đi theo Mỹ rồi. Theo Mỹ rồi. Mà theo Mỹ là phải chấp nhận thay đổi thể chế tại Việt Nam. Có nghĩa là muốn như vậy thì phải theo ông Đào Minh Quân. À, theo Mỹ là theo ông Đào Minh Quân. Tại vì Mỹ song hành và ủng hộ cho ông Đào Minh Quân mà, đúng không? Thì theo ông Đào Minh Quân thì phải trưng cầu dân ý ha. Thì tôi nói cho anh chị em nghe là những người mà đảng viên, đảng Cộng sản cấp cao, tướng tá, họ bỏ phiếu hết rồi, họ theo chính phủ hết rồi. Chỉ có những anh em mà cấp dưới đó, gọi là cấp quý, gọi là cấp dưới thấp đó, không có biết, cứ tưởng là đảng Cộng sản Việt Nam mình mạnh lắm, cho nên cứ ăn hiếp dân, cứ bắt dân, cứ ăn hiếp dân này cái nọ thôi. Nhưng mà nên nhớ nha, bây giờ đó mà các anh em á, mà đàn áp, mà bắt dân đó, mà dân nó quay video được, có hiện được, coi như là có cái hình ảnh để mà làm tăng chứng vật chứng đó, rồi người dân người ta gửi lên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì ngài Đào Minh Quân sẽ trình lên cho Liên Hiệp Quốc thấy được những cái ở gương mặt, những cái tội danh của các anh em đó, liệu hồn đó, thì họ không có tha đâu nha. Cho nên tôi muốn cảnh sẵn đây, tôi cũng nhắn gửi với các anh em
công an, an ninh hay là đội lớp công an, an ninh gì ở Việt Nam đó. Hãy quay đầu lại đi. Hãy tu tâm, tu sửa lại đi. Hãy quay đầu lại đi. Đừng có ăn hiếp dân, đừng có bắt dân, đừng có hà hiếp dân, đừng có cướp đất của dân, đừng có làm khó dễ của dân. Có những người phụ nữ người ta nghèo khổ gần chết, người ta từ miền Trung miền người ta vào miền Nam, người ta ở phòng trọ, người ta bán từng cái gọi là thúng bánh thúng xôi, người ta bán từng cái gọi là cái thúng trái cây, có mấy trái cam hay là cái quýt trái bưởi gì đó, rồi người ta đi ở ngoài đường người ta đứng người ta bán, mấy anh công an cũng đi gọi là bắt người ta đi hốt trái cây về đồn để chia nhau ăn. Làm như vậy có được không? Con người không có đạo đức, không có tình người, không có đạo đức. Người phụ nữ người ta nghèo khổ, người ta mua gánh bán bưng, người ta nuôi con ăn học. Đáng lý ra trong một cái đất nước đó, mà người nghèo đó là chính phủ phải giúp đỡ cho người ta nữa. Còn đằng này các anh đi bắt người ta, đó, đi hành hung người ta, chẳng khác nào là loài quỷ, chứ không phải là người, không có tình người nha. Thì thôi tôi nói đây thì các cũng, tôi sẽ tạm dừng ngay đây. Đó, thì tôi cũng nhắn gửi tới các anh cán bộ, gọi là cán binh, bộ đội, công an, an ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãy quay đầu lại, quay đầu thị ngạn, quay đầu là bờ nha. Hãy quay đầu lại mà lo trưng cầu dân ý đi. Thì các anh trưng cầu dân ý thì các anh sẽ trở thành một người công dân của đề tam Việt Nam Cộng Hòa nha. Đó, để mà hưởng cái quyền lợi khi chính phủ về nha. Còn ai mà chưa trưng cầu dân ý đó, khi mà chính phủ về đó, không có quyền lợi như những người mà người ta đã trưng cầu dân ý rồi, thì lúc đó anh chị em đừng có thắc mắc là tại sao cái anh đó có cái quyền lợi đó mà tôi không có. Đó, thì lúc đó anh chị em đừng có thắc mắc cái điều này nha. Đó, chúng tôi là những cái gì mà cần nói, những cái thông tin của chính phủ mà chúng tôi biết, chúng tôi cần nói thì chúng tôi lên đây, chúng tôi cũng đã nói hết rồi và nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần mà anh chị em không có nghe, hay là nghe rồi cố tình cũng như là bỏ ngoài tai, thì sau này lúc đó là hối tiếc. Trời ơi, không ai nói cho tôi nghe. Trời ơi, phải tôi biết cái tôi bỏ phiếu trưng cầu dân ý rồi, bây giờ tôi cũng được cái quyền lợi, những cái phúc lợi của chính phủ, thấy không? Đó. Thì thôi, trước khi mà chia tay á, thì tôi cũng xin đọc lại ba cái lời thề son sắt của Tổng thống Đào Minh Quân. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất. Cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly. Sau cùng, tôi trân trọng kính chúc Ngài Đào Minh Quân luôn luôn khỏe mạnh để lái con tàu mang tên Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa với bản số 2019 sớm trở về phục hưng quê hương. Kính chúc quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cùng tất cả đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước luôn có một cuộc sống an lành và may mắn. Thân ái, kính chào. Hẹn gặp lại kỳ sau nha. Chúng ta tạm chia tay nơi đây ha.